Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Một trong những cái thương hiệu mà của Mỹ mà lại rất là nhiều người mà nhầm tưởng là của Đài Loan. Nhưng thực sự đây là một thương hiệu Mỹ và có nhà máy sản xuất chính hãng đặt tại Đài Loan. Mình cũng xin giải thích thêm là đó là thương hiệu Giant. Thương hiệu Giant hay còn ở Việt Nam nhiều người đọc là Giante. Thì nhiều người cứ lầm tưởng đây là thương hiệu của xe Đài Loan nhưng không phải, đây là thương hiệu của Mỹ và có nhà máy chính hãng đặt tại Đài Loan. Cũng như là iPhone là thương hiệu của Mỹ nhưng mà thường sẽ được Trung Quốc và Đài Loan gia công sản xuất, nhưng mà công ty mẹ thì sẽ làm ở Mỹ và người chủ sở hữu là Mỹ. Và trong video này mình cũng cùng với các bạn đánh giá review cấu tạo của chiếc xe đạp Giant Cross 3 mới về tới cửa hàng mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera để cùng các bạn trải nghiệm chiếc xe Giant Cross 3. Vâng, như các bạn thấy trong khung hình đây là chiếc xe đạp Giant Cross 3. Mình cho lên đây cho sáng. Màu đen tuyền. Sơn rất là cứng, sơn rất mới, sơn rất là ít xước mà màu đen tuyệt. Ở trên khung thì có một hai cái giải ri băng màu vàng tạo cho cảm giác chiếc xe rất là sang trọng. Cross 3 hiệu Giant. Xe này thì là có size là size 43. Đấy, như các bạn thấy là 430mm này, là size 43cm, thuộc size S, có nghĩa là small, có nghĩa là size nhỏ. Thì phù hợp cho những người xe này thì khung là nhôm toàn phần, thì size 43 là phù hợp với những người mà đạp cao từ 1m6 cho đến 1m72 là phù hợp, chứ còn đến 1m75 thì không phù hợp, hoặc cao khoảng 1m58 cũng được, nhưng mà tốt nhất là trong khoảng 1m65, 1m63, 1m67 là phù hợp nhất. Đấy, thì là size S này nó sẽ là như vậy. Sơn của chiếc xe thì còn khá đẹp, khung là khung nhôm toàn phần. Chiếc xe khá là mới, rất là ít xước. Đằng sau xe thì được trang bị líp Shimano 7 tốc độ và bộ chuyển động Shimano Antut. Antut thì như các bạn biết rồi, nó sẽ là bộ chuyển động cao cấp hơn Shimano Tourlay, và một cái dòng trang bị rất là phổ biến trong những cái xe đạp Nhật bãi. Đằng trước thì chúng ta có một cái bộ đùi đĩa là 3 tầng giúp xe có 24 tốc độ khác nhau. Còn trên thân xe như các bạn thấy thì có rất là nhiều cái tem mác mà chứng tỏ là xe này đã sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Đằng sau thì chúng ta sẽ được trang bị một cái bộ phanh Techo. Xe thì được trang bị lốp 700C, 700x32, hiệu Bontrager của Mỹ. Đằng trước cũng như vậy, đũa inox, Mayer nhôm và vành 700C nhôm. Đằng trước chúng ta có thấy một cái logo gian rất là thường thấy tại những cái chiếc xe van này. Và trên ghi đông thì chúng ta có một đôi tay phanh hiệu Techo, rất là phổ biến ở xe đạp bãi mà chúng ta thường thấy. Bên tay này thì chúng ta có hai tay vặn chuyển số 3 và 7 tốc độ hiệu Gipship, hiệu SRAM. Cũng hiệu này cũng thuộc Mỹ luôn, là một bộ chuyển, một hãng sản xuất bộ chuyển động SRAM tốt ngang, tương đương, thậm chí tốt hơn Shimano của Nhật, và một số bộ chuyển động SRAM có thể đắt hơn cả Shimano luôn. Ta tiến hành nhìn bên này của chiếc xe. Chiếc xe này thì thật sự là mình đánh giá là gần như là không xước. Cam kết, cam đoan là không bắn tút, không xước. Nước sơn di nguyên. Đây có xước một chút thôi.
Sơn rất là khá là đẹp. Phanh đằng trước là phanh Shimano. Chiếc xe này thì phù hợp với những người có chiều cao từ 1m58, 1m60 cho đến 1m72 là sử dụng phù hợp với chiều cao này. Và giá của chiếc xe là 5 triệu đồng. Nếu quý vị quan tâm đến chiếc xe, có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo theo số 0975709943. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị những cái chính sách bảo hành, những cái phụ kiện bảo hành khuyến mại đi kèm khi quý vị mua xe tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com của chúng tôi. Và ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều xe khác, quý vị hãy ấn kết bạn Facebook với xe đạp Hải Phòng và ấn đăng ký kênh, theo dõi ấn xem trước ở trên YouTube để theo dõi những cái video những cái xe mới về gần đây. Vâng, và cảm ơn quý vị. Và đến đây thì mình đã tạo gần như là kết thúc cái video review xe đạp Ryan Cross 3 này. Và trong những video tới thì mình sẽ làm những cái video đánh giá về những cái xe đạp khác. Cảm ơn quý vị đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.